Sáng nay ngày 28 tháng 12 nhằm ngày 25 tháng 11 năm Tân Sửu, tại tượng đài vua Quang Trung thuộc di tích núi Bâng, Ủy ban nhân dân thành phố Huế long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 233 năm Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế Quang Trung, 25 tháng 11 năm Mậu Thân và xuất binh đại phá quân Thanh. Dự lễ có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trương Đình Hành nhấn mạnh, trong tiến trình lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, Thuận Hóa Phủ Xuân Huế là vùng đất gắn liền với triều đại Tây Sơn. Vương triều đã làm nên những chiến công hiển hách vào cuối thế kỷ 18, trong đó công lao to lớn thuộc về người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ Quang Trung. Đô thành Phủ Xuân được Nguyễn Huệ giải phóng khỏi ách thống trị hà khắc của tập đoàn phong kiến họ Trịnh năm 1786, đã mở ra cho nhân dân Thuận Hóa một trang sử mới. Từ đây, Phủ Xuân trở thành trung tâm lãnh đạo phong trào Tây Sơn, là điểm xuất phát và là bàn đạp để Nguyễn Huệ Quang Trung tiến thẳng ra Thăng Long, đánh tan quân xâm lược phương Bắc, thống nhất đất nước, xóa bỏ cục diện phân liệt đằng trong, đằng ngoài, kéo dài hơn hai thế kỷ. Năm nay, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh và thời tiết bất lợi, nên chương trình của buổi lễ được tổ chức tinh gọn nhưng không kém phần trang nghiêm. Sau phần diễn văn của lãnh đạo thành phố, các đại biểu tiến hành nghi lễ dâng hương tưởng nhớ anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ Quang Trung. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng tôn kính và tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đối với công lao to lớn của người anh hùng áo vải cờ đào. Qua đó khơi dậy niềm tự hào và phát huy truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc.